Em xin giới thiệu dòng bass 40 hàng chính hãng của GM Audio anh em nhé. Model của nó là 15GM221. Công suất thằng này là hiện tại hãng thì đưa ra là 800W. Công suất rất là lớn ha, 800W rồi 8 ohm. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp Cao Điểm này, Cao Điểm tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm nha. Hàng là xịn sò anh em nha. Hàng nhập khẩu China ha. Rồi, để Cao Điểm sẽ quay cho anh em xem cái màng của nó nha. Màng nó rất là sâu ha. Màng 3 gân, gân vải tẩm dầu. Nhìn hàng rất là đẹp nha. Anh em có nhu cầu có liên hệ trực tiếp với Cao Điểm hoặc là số điện thoại 0904 063 649 nha, hoặc là vào website caodiemaudio.com.